Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng yêu đời vẫn qua vẫn ai
mình trước còn lại quan kiếm tâm mơ lòng lòng mỗi lần biệt tâm biệt nhà quên dưỡng dù sống thân ăn trong không nhớ tâm mang nặng nề đau chẳng lo báo đáp bù lao làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay nếu cha mẹ rầy la quở mắng trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên chớ chi chồng đánh liên miên thì cảm lòng nhiều chẳng thuyền chẳng thắng tội bất hiếu lừa mang nam nữ nói chung cùng nghiệp dữ chẳng mang nghe Phật chỉ đạo hội đàn trong hàng đổi chúng lòng càng thảm thay gieo xuống đám mây cây lấy cuối đập vào mình vào mũi vào mông làm cho các chỗ chấm lắm thấy đều rướng màu ướt đầm cả thân đến hôm nay tâm thần bất định một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn ta quả quyết tội nhân xưa nay chẳng rõ không hơn người mù nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc của gan như tội tình có nỗi than van làm sao cả đặng muốn ngàn Phật biệt hai cầu trần phố xin thấy con bằng cô đi đông làm sao bao đáp thù ân có lòng nhiều thân sống thân của mình thật quen dùng phạm tình sao món pháp tỏ cùng đại chúng lắng nghe ơn cha nghĩa mẹ nặng nề không phương báo đáp cho vừa sức đau vì có người ơn sâu dốc trả không mẹ tất cả hai tay nhắm vào hòn núi tu di đến trăm ngàn điểm ơn kia chưa đền vì có người làm cơm đói rét nuôi sống thân gắn hết thân này xương nghiệp thịt nát quấn thay trải trăm ngàn kiếp ơn đầy chưa đông vì có người cùng sống sinh dưỡng tự tay mình quen thuộc sống tươi chịu thân mù tối như vậy đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đau vì có người cầm dao thiệt bén mổ bụng ra rúng hết tâm can huyết ra khắp nắng chẳng than kiếp trăm ngàn kiếp thấm ơn đau có người dùng hai mũi nhọn đâm vào mình bất lực chỗ nào tuy là sự có biết bao đại trăm ngàn kiếp không sao đắp đền vì có người bị ớt dược dụng tự treo mình cũng vật thế đèn tự treo như vậy cho năm hai trăm ngàn kiếp vẫn thầm chưa đền người sức nghiệp đã mở bữa hoặc dùng dao chặt bữa thân mình sửa tan thịt nát chẳng quyền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng vì có người cùng sống dưỡng dục đốt sắc nóng thấu tận kiếp gian làm cho thân thể chưa hoang đến trăm ngàn kiếp tâm ơn chưa đền lễ này sắm cho lợi nhập đủ đầy chờ giờ
câu hỏi đặt bày cung dân. Đặng cầu nguyện sống thương thương họ, hoặc sống quê tịnh độ an nhàn. Ấy là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải chuyển trì giới, pháp hoàng quy giữ giới giữ gìn. Một lòng vẫn theo lời Phật và tinh thần tinh
chắc diện thiền đồng nhau tổ tài bậc tiền nhớ ta đang về rồi liệt tuổi ra nam mô đại yêu kiều liên.